Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo hôm nay. Thưa quý vị, 2 năm chống chịu với đại dịch Covid-19, hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam vẫn thiết lập kỷ lục mới nhờ tận dụng các cơ hội lớn từ những hiệp định thương mại tự do như là CPTPP, EVFTA. Trao đổi với phóng viên của báo Nhân dân, đại diện hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho biết, năm 2022, Việt Nam có thể thu hút khoảng 40 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký và 21 đến 22 tỷ đô la Mỹ vốn thực hiện như mục tiêu đặt ra. Đến nay nước ta đã ký và thực thi hơn 10 hiệp định thương mại tự do FTA với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, giúp Việt Nam liên tục đạt kỷ lục mới về xuất nhập khẩu và lọt vào danh sách 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Quốc hội đặt chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4%. CPI bình quân năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng 1,84% so với năm trước, thấp nhất trong 6 năm qua, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra tiếp tục là năm kiểm soát lạm phát thành công. Tuy nhiên theo bài viết trên báo thời nay thì áp lực lạm phát trong năm 2022 tăng khá lớn khi chịu cả yếu tố cầu kéo và yếu tố chi phí đẩy. Giới chuyên gia kinh tế lo ngại là giá xăng dầu liên tục tăng cao thì sẽ làm giảm hiệu quả và có thể vô hiệu hóa chính sách tài khóa giảm 2% thuế VAT đang triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng, kích thích tăng trưởng. Những ngày qua thì dư luận xã hội đang nóng lên bởi thị trường xăng dầu khan hàng và sốt giá. Báo Kinh tế và Đô thị đăng tải một số ý kiến của chuyên gia cho rằng Bộ Công Thương cần chủ động vào cuộc trước mọi dấu hiệu bất thường của thị trường chứ không để tới khi hiện hữu nguy cơ đứt gãy nguồn cung mới trở tay thì đã muộn. Cùng chung quan điểm theo bài viết để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì liên tục, Bộ Công Thương cần chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn cung từ nguồn nhập khẩu và dự phòng các phương án khác nhau, đồng thời khẩn trương xem xét để điều chỉnh phân giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cũng liên quan đến việc xăng dầu tăng giá, thì theo phản ánh trên báo Tuổi Trẻ, nhiều ngư dân tại Cà Mau, Kiên Giang và một số tỉnh miền Trung do không đủ chi phí cho một chuyến khơi xa, nhiều chủ đã neo tàu. Mặc dù là thường sau tích nguyên đán là thời điểm thuận lợi cho những chuyến đánh bắt xa bờ hay là gặp những mẻ cá lớn của ngư dân. Trước những khó khăn trên thì nhiều ngư dân kiến nghị cơ quan chức năng cần có chính sách bình ổn giá xăng dầu, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ để an tâm vươn khơi bởi giá dầu tăng cao trong khi ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá hải sản không tăng, ra khơi chỉ xác định lỗ nên các chủ tàu không ai muốn đi. Từ tháng 1 năm 2022, hệ thống chính trị toàn thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện đánh giá cán bộ, người lao động hàng tháng bằng phần mềm. Mặc dù là việc mới nhưng ghi nhận từ các đơn vị địa phương cho thấy là hệ thống đã thể hiện rõ tính ưu việt, vừa tiết kiệm thời gian chi phí, vừa thôi thúc tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nội dung chi tiết mời quý vị tìm đọc bài viết trên trang nhất và trang 3 báo Hà Nội Mới. Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết là số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong 2 tuần qua. Ngày cao nhất là hơn 42.000 ca. Trung bình số ca mắc mới trong nước 7 ngày qua là 34.696 ca một ngày. Tuy nhiên, mặc dù cho số ca F0 tăng cao liên tục thì nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh. Các chuyên gia y tế cho rằng những người khỏe mạnh trẻ tuổi có thể không quá lo lắng khi mà mắc Covid-19. Nhưng hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch để tự bảo vệ bản thân và gia đình xã hội. Bởi lẽ trong gia đình và cộng đồng thì vẫn có thể có người già yếu, người mắc bệnh nền hay là trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine. Đây là những đối tượng có nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong cao. Tối ngày 20 tháng 2 tại bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật Mạch sống nhằm tri ân đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhân vật chính trong chương trình là 20 cặp uyên ương cùng chung một đám cưới đặc biệt mà cô dâu là chú rể là y bác sĩ nhân viên bệnh viện quân y 175 sau nhiều tháng phải hoãn đám cưới để tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Đại diện lãnh đạo bệnh viện quân y 175 chia sẻ, buổi lễ rất xúc động và đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Mong rằng chúng ta có được những giây phút hạnh phúc như thế này để chiến thắng được dịch COVID-19. Sự hy sinh thầm lặng của các cặp đôi cũng như là các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các lực lượng khác rất đáng được trân trọng.